chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Làm việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2024 tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Tiếp xúc cử tri Phương Lộc Tiến trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố giữa năm 2024. Bảo Lộc cảnh báo tín dụng đen với nhiều thủ đoạn mới. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận từ một hội thi. Sau đây là nội dung chi tiết. quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tăng 5,8%, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng tăng 4,2%, khu vực dịch vụ tăng 8,5%, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện là 1.272,3 tỷ đồng, bằng 38,9% và bằng 85,8% so với cùng kỳ kim ngạch xuất khẩu ước đạt 157 triệu đô la Mỹ, tăng 31,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giảm nghèo theo chuẩn đa chiều trong 6 tháng đầu năm đã vận động số tiền 619 triệu đồng cho 31 hộ. 6 tháng đầu năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho khoảng 2.400 lao động, đào tạo cho khoảng 1.200 lao động. Thành phố cũng đã đề nghị công nhận chuẩn quốc gia hai trường là trường tiểu học Lộc Sơn 1 và trường mẫu giáo sau sáng 2, nâng chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 91,2%. Duy trì tỷ lệ hội gia đình văn hóa đạt 95%, duy trì 100% thôn tổ văn hóa, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hội nghị cũng đã có những ý kiến đến từ lãnh đạo các đơn vị phòng ban liên quan đến đầu ra và giá cả cho nông sản, việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết giữa các nông hộ và doanh nghiệp, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện việc đánh giá các sản phẩm OCOP, giải ngân nguồn sự nghiệp kinh tế tổ chức các lớp đào tạo với lao động nông thôn ở các xã, những biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ động, việc ra soát danh mục đầu tư xây dựng, vân vân. Tiếp thu các ý kiến từ lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cũng yêu cầu cần tập trung làm rõ một số chỉ tiêu như tổng giá trị sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, kế hoạch vốn đầu tư công do thành phố quản lý, các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung đẩy mạnh việc thu hồi nợ động, thời hạn nộp thuế của các cá nhân, tổ chức, tránh thất thu thuế, sâu sắc hơn về cam kết của các chủ đầu tư. Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc tổ chức buổi làm việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông năm 2024 tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Ông Phùng Ngọc Hạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng năm 2024 chủ trì buổi làm việc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Toàn thành phố Bảo Lộc có tổng số 2.390 thí sinh tham dự tại 5 địa điểm thi. Trong đó, điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du có 616 thí sinh với 27 phòng thi. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh có 580 thí sinh với 25 phòng thi. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc 430 thí sinh với 19 phòng thi. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tri Phương 407 thí sinh với 18 phòng thi và điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc 357 thí sinh với 15 phòng thi. Đến nay, các phần việc phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cơ bản hoàn tất để hướng tới một kỳ thi an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn hiệu quả phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bảo lộc phùng ngọc hạp yêu cầu các trường học tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến thí sinh phụ huynh lực lượng công an chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông thành đoàn bảo lộc duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp sức mùa thi phòng giáo dục đào tạo thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan cùng các phường xã triển khai tốt việc hỗ trợ cho các thí sinh khó khăn và các điểm thi theo quy định ngành y tế bố trí đội ngũ y bác sĩ và các trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho thí sinh trong những tình huống cần thiết cấp bách các cơ quan đơn vị chủ động hỗ trợ các thí sinh đặc biệt khó khăn nhất là thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng xa đi lại ăn ở tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi do điều kiện kinh tế và đi lại khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố Bảo Lộc đã trích kinh phí hỗ trợ 156 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 156 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ cho hai điểm thi là trường trung học phổ thông Nguyễn Du và điểm thi trường trung học phổ thông Lộc Thanh 30 triệu đồng trên một điểm thi. Ba điểm thi còn lại được hỗ trợ 20 triệu đồng trên một điểm thi chuẩn bị cho kỳ họp hội đồng nhân dân hai cấp giữa năm 2024 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc đã có các buổi tiếp xúc với cử tri phường Lộc Tiến. Sau khi các đại biểu hội đồng nhân dân hai cấp báo cáo chương trình nội dung kỳ họp giữa năm 2024 của hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 và hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa 6, Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của tỉnh, thành phố. Đồng thời báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã phản ánh trong các buổi tiếp xúc của kỳ họp trước. Cử tri các phường xã đã gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương đến các đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp. Đông đảo cử tri gửi gắm nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định này, thành phố Bảo Lộc đang có hơn 4.284 hecta nằm trong quy hoạch thăm dò khoáng sản. Trong đó, địa bàn phường Lộc Tiến có tới 61% bị ảnh hưởng các cử tri đã nêu lên những khó khăn bất cập mà quy hoạch khoáng sản đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân hiện tại do vướng quy hoạch nên người dân không thể chuyển đổi được mục đích sử dụng đất việc xây dựng nhà ở của người dân không thể triển khai khiến cuộc sống sản xuất của người dân bị xáo trộn tổ đại biểu đã tiếp thu giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về quyết định 866, tổ đại biểu sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến của cử tri để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét trong kỳ họp tới, để làm cơ sở kiến nghị chính phủ có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo quyền lợi, lợi ích chung của địa phương và nhân dân. Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã đến thăm chúc mừng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, đặc biệt là Tổ thông tin tuyên truyền nhân ngày lễ đặc biệt này. Đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Bảo Lộc nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Có đại diện cơ quan, ban chủ quân sự thành phố, hội cựu chiến binh, thành đoàn Bảo Lộc, liên đoàn lao động thành phố, Việt theo Bảo Lộc, Đảng ủy xã Lộc Thanh, Ban giám hiệu trường trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc. Tại các chuyến thăm, các đơn vị đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên, biên tập viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Bảo Lộc đã có nhiều giải pháp hay cách làm sáng tạo, tích cực tuyên truyền kịp thời chính xác những chủ trương, chính sách của thành phố, của tỉnh đến với bạn nghe, xem đài, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh quốc phòng của địa phương đại diện các cơ quan đơn vị tin tưởng và mong muốn thời gian tới trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố bảo lộc tiếp tục phát huy trách nhiệm của một đơn vị tuyên truyền cấp huyện là một kênh thông tin quan trọng dẫn dắt các vấn đề xã hội quan tâm đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước thực sự là tiếng nói của đảng bộ chính quyền và là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong thành phố các cơ quan đơn vị cũng mong muốn và đề nghị thời gian tới tiếp tục nhận được sự hợp tác với trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố ghi nhận tình cảm của các cơ quan đơn vị, đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quan tâm đến công tác phối hợp, phát huy hơn nữa vị thế nhiệm vụ trong việc thông tin tuyên truyền định hướng dư luận tập trung đổi mới, cải tiến cả nội dung và hình thức thể hiện để có nhiều tác phẩm hay đáp ứng nhu cầu của bạn nghe và xem đài. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Ngày 21 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ 20 năm 2024. Năm nay, giải báo chí tỉnh Lâm Đồng có 3 tác phẩm báo chí đạt giải A, 4 giải B, 8 giải C và 17 giải khuyến khích. Trong đó, nhóm phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc có một tác phẩm đạt giải C, một tác phẩm đạt giải khuyến khích. Sau các vòng sơ loại, năm nay có 86 tác phẩm báo chí lọt vào vòng chung kết. Hội đồng giải báo chí tỉnh lần thứ 20 đã trao 3 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 17 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm báo chí chất lượng các tác phẩm đạt giải ở các thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và báo ảnh. Trong đó, ở thể loại truyền hình, tác phẩm Khát vọng vương xa do nhóm tác giả Thùy Giang, Ca Dực, Ca Bưu Diễm, Sang Định của Đài truyền hình tỉnh Lâm Đồng thực hiện đạt giải A. Thể loại truyền hình năm nay không có giải B. Hai tác phẩm cùng đạt giải C truyền hình, trong đó tác phẩm Sứ giả của Tri Thức, với nhóm tác giả Bích Hồng, Ngọc Bùi, Tiến Dũng thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc là một trong hai tác phẩm đạt giải C. Đối với thể loại phát thanh, có hai giải khuyến khích dành cho tác phẩm Let Coffee, cà phê ủ chóe độc đáo của cô gái Cơ Ho, do phóng viên Kiều Anh, Văn Toàn, Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện, và cầu nối của doanh nghiệp và người lao động của tác giả Bùi Quang Ngọc thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc. Tại buổi lễ, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải. Giải năm nay, ngoài báo Lâm Đồng, đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng, các trung tâm văn hóa thông tin và thể thao các huyện thành phố còn quy tụ rất nhiều cây bút nổi trội của các tờ báo lớn như Thanh niên, Người lao động, Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, báo Việt Nam Net tham gia với các loạt bài điều tra, phản ánh để lại ấn tượng sâu sắc. Những tác phẩm đã được đầu tư công phu, tâm huyết, thể hiện sự đổi mới sáng tạo, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Là kênh thông tin đóng góp nhiều thông tin quan trọng cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ kỷ niệm Hội nhà báo tỉnh đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 16 hội viên thuộc Hội nhà báo Lâm Đồng, đồng thời kết nạp 12 hội viên vào Hội nhà báo Lâm Đồng, trong đó Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc có một hội viên. Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội và tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, đồng thời đã đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về thuế, Chi cục thuế khu vực Bảo Lộc Bảo Lâm ban hành thông báo số 1917 Ngày 11 tháng 6 năm 2024, công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Theo đó, từ đến ngày 31 tháng 5, có 297 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, số tiền là 77 tỷ 678 triệu đồng, trong đó huyện Bảo Lâm có 30 doanh nghiệp, tổ chức khác và 91 cá nhân. Thành phố Bảo Lộc có 66 doanh nghiệp tổ chức khác và 92 hộ cá nhân kinh doanh còn nợ thuế, không chấp hành nghĩa vụ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 100 Luật Quản lý thuế số 38 và điểm D khoảng 1 điều 29 Nghị định số 126. Được biết đây là các trường hợp đã được cơ quan thuế áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ động, cưỡng chế nợ thuế theo luật quản lý thuế, nhưng doanh nghiệp tổ chức khác và các cá nhân vẫn chạy ì dây dưa, không nộp thuế đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân Phường Bà Lao phối hợp cùng Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu vi trùng có tên là dengue gây ra. Bệnh sốt xuất huyết có thể khiến cho cơ thể người bệnh trở nên đau nhức, đặc biệt là ở cơ và các khớp. Sốt xuất huyết dạng nhẹ có thể gây phát ban, sốt cao, dạng nặng thì có thể gây chảy máu, giảm huyết áp đột ngột và khiến người bệnh tử vong nhanh chóng. Trên địa bàn Bảo Lộc, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp với số ca mắc ngày càng gia tăng. Hiện đã ghi nhận trên 520 ca sốt xuất huyết, với gần 300 ổ dịch đã được xử lý bao gồm 200 ổ dịch diệt lăng quăng và 86 ổ dịch phun hóa chất. Số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 467 ca so với cùng kỳ. Vì vậy, việc truyền thông hưởng ứng phòng chống sốt xuất huyết là điều vô cùng cần thiết. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bờ Lao kêu gọi các ngành, đoàn thể phường và các tổ dân phố để mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân nhận thức đúng, đầy đủ về nguy cơ, tác hại của dịch sốt xuất huyết, tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bên cạnh đó mỗi người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết thường xuyên diệt lăng quăng không cho mũi đẻ trứng nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng sau lễ meeting hơn 200 cán bộ hội viên đoàn viên thanh niên đã diễu hành qua các tuyến đường đồng thời đến các hộ gia đình phòng trọ tuyên truyền vận động người dân thực hiện cam kết vệ sinh môi trường hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng kiểm tra các dụng cụ chứa nước đậy kín khạp chứa nước để diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết vận động các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh vệ sinh môi trường nơi công cộng phát hoang bụi rậm nhằm ngăn chặn đường lây truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết trong cộng đồng. Hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội và công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết tại địa phương. Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc vừa tổ chức đại hội khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2027 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024, xác định mục tiêu phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2024-2027. Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc hiện có 47 chi đoàn, 5 đoàn khoa trực thuộc với tổng số 804 đoàn viên thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường cao đẳng công nghệ kinh tế Bảo Lộc có sự phát triển rõ nét, vững mạnh về tổ chức và hoạt động ổn định nền nếp có chiều sâu, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên. Đoàn trường đã thực hiện tốt vai trò là một trong những tổ chức chính trị vững mạnh trong trường, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo tạo ra lớp người phát triển toàn diện vừa hồng vừa chuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng Đạo đức lối sống được quan tâm, các phong trào thi đua trong học tập rèn luyện được triển khai mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên nhà trường. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội tình nguyện cũng được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả cao. Công tác phát hiện bồi dưỡng và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến được ban chấp hành đoàn trường đặc biệt quan tâm thực hiện. Đoàn trường vinh dự nhận được bằng khen của tỉnh đoàn, bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Công tác xây dựng tổ chức đoàn có sự chuyển biến rõ nét, mặt trận đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên được mở rộng thông qua các hoạt động thiết thực sáng tạo của tổ chức đoàn. Công tác tham mưu chỉ đạo của đoàn có nhiều đổi mới và từng bước chăm lo tháo gỡ những vấn đề bức xúc của đoàn viên thanh niên và công tác đoàn. Nhiệm kỳ 2024-2027, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc đề ra 12 chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng phấn đấu đạt được như 100% chi đoàn trực thuộc đoàn trường thực hiện hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn trường phấn đấu có ít nhất 4 công trình thanh niên, kết nạp 80% đoàn viên mới, trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 10 đến 15 đoàn viên ưu tú học tập lớp nhận thức về Đảng, kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới là học sinh sinh viên, có ít nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học của đoàn viên thanh niên, hoàn thành và tham gia hội thi nghiên cứu khoa học các cấp. 100% chi đoàn phát động thực hiện cuộc vận động tuần học tốt, tháng học tốt hàng năm tiếp tục hỗ trợ 10 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2023, Ban chỉ đạo các hoạt động hè phường 1 và phường Bà Lao đã tổ chức các hoạt động hè năm 2024. Dịp hè 2024, đoàn phường các cơ sở tập trung tập huấn kỹ năng cho cán bộ đoàn, hội, đội. Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền những điểm mới của luật căn cước công dân năm 2024 đến đoàn viên thanh niên, học sinh về sinh hoạt tại địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giao lưu, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên. Ban chấp hành đoàn các cơ sở đoàn phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền và lan rộng phong trào trồng cây xanh, giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Riêng đoàn phường Bà Lao đến nay đã trồng được hơn 40 cây xanh, ngoài ra còn dọn dẹp vệ sinh tạo cảnh quan sạch đẹp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố Bảo Lộc đã triệt phá một vụ cho vay lãi nặng và khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan. Các đối tượng này cùng một đường dây tín dụng đen cho hơn 25 người vay với số tiền trên 4 tỷ đồng. Lãi suất cho vay từ 5 đến 20.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, hiện nay tội phạm hoạt động tín dụng đen vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng thường hoạt động theo ba phương thức như cho vay cá nhân, huê hụi, thông qua các cơ sở núp bóng, cầm đồ, phát tờ rơi, hoạt động lưu động. Các đối tượng thành lập các công ty doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, cầm đồ, biến tướng trá hình để hoạt động cho vay thông qua các ứng dụng, website, mạng xã hội để tiếp cận mời chào người vay, đồng thời móc nối với các đối tượng hình sự, núp bóng công ty tài chính, mua bán nợ, công ty luật để đòi nợ suýt nợ. Đặc biệt, các đối tượng hoạt động tín dụng đen sử dụng công nghệ cao hoàn toàn hoạt động qua các ứng dụng cho vay và mua bán dữ liệu cá nhân để mời chào người vay. Sau đó móc nối với các trung gian thanh toán ví điện tử để giải ngân. Với phương thức này, các đối tượng còn mua lại các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, công ty tài chính, các app cho vay rồi thực hiện các thủ đoạn đòi nợ, suýt nợ, cưỡng đoạt tài sản của người vay. Để phòng tránh sập bẫy tín dụng đen, Công an thành phố Bảo Lộc khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ và thận trọng trong giao dịch nhân sự, tránh tiếp tay cho tội phạm cho vay nặng lãi hoạt động. Khi tham gia mạng xã hội, người dân cũng không nên cung cấp thông tin, hình ảnh, dữ liệu cá nhân cho người lạ, không tham gia vay mượn tiền qua các ứng dụng quảng cáo trên điện thoại. Khi có nhu cầu vay tiền, hãy đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để được hỗ trợ thủ tục vay theo đúng quy định, tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo. Khi phát hiện hoạt động nghi ngờ liên quan đến tín dụng đen phát sinh tại nơi mình cư trú, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xác minh làm rõ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời xác minh, điều tra, ngăn chặn. Khoảng một tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm cây cảnh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, công an thành phố Bảo Lộc đã mật phục điều tra và bắt quả tang đối tượng Phan Thế Phương, 43 tuổi, ở trọ tại phường Lộc Sơn, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm hoa mai trên địa bàn. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin, qua đó nổi lên đối tượng Phan Thế Phương có nhiều biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là có nhiều bất minh về thời gian. Trong khi đang tiếp tục các bước xác minh, thì trên địa bàn thành phố lại tiếp tục xảy ra một vụ trộm cắp cây cảnh với thủ đoạn tương tự như các vụ trộm trước đó. Lực lượng công an tiếp tục bám sát và phát hiện đối tượng Phương thường xuyên vắng mặt tại nơi ở và thường đi bộ dọc theo các tuyến đường gần hiện trường những vụ trộm cây cảnh xảy ra trước đó. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2024, sau khi thu thập được các tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Phan Thế Phương, công an thành phố Bảo Lộc đã triệu tập Phương lên làm việc. Tại cơ quan công an, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, đã thực hiện trộm tổng cộng 17 cây hoa mai của các hộ dân sinh sống trên địa bàn phường 1, phường 2, phường Lộc Sơn, sau đó đem về cất giấu tại khu vực ở trọ. Công an thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phan Thế Phương để phục vụ công tác điều tra. Sáng ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Liên đoàn Lao động, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Tổ chức hội thi Quý ông vào bếp năm 2024 nhằm chào mừng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Hội thi đã thu hút sự tranh tài của 60 thí sinh đến từ 20 đội thi thuộc các hội liên hiệp phụ nữ xã phường và các tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố. Mỗi đội có 3 thành viên một nam hai nữ cùng vào bếp hoàn thiện một bữa ăn gia đình dành cho 6 người, đảm bảo tối thiểu 4 món chính và một món tráng miệng với số tiền 700.000 đồng. Bữa ăn gia đình phải đảm bảo tiêu chuẩn đầy đủ chất dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt, ngon miệng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và mỗi đội có 3 phút để thuyết trình nội dung ý nghĩa món ăn. Ngay từ sáng sớm, các thành viên của đội đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu để chuẩn bị vào bếp sửa soạn bữa cơm gia đình cho 6 người ăn. Trong thời gian 75 phút, các đội nấu các món ăn đậm đà truyền thống ẩm thực của người Việt, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, ngon và trình bày đẹp các món ăn cần đủ 4 nhóm thực phẩm, chất đạm, chất béo, chất bột, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Vẫn là những món quen thuộc bình dị hàng ngày, song các đội thi đã sáng tạo trong việc đặt tên cho những món ăn, mâm cơm của mình thật sinh động và hấp dẫn, mang ý nghĩa ấm áp hạnh phúc. Bên cạnh đó, sau phần nấu ăn và trình bày, các đội thi còn thuyết trình về các món ăn của đội mình vô cùng thuyết phục. Hội thi cho thấy các quý ông không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn thể hiện tài năng, sự chịu khó và tận tụy san sẻ trong công việc gia đình với phụ nữ, qua đó góp phần xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc bình đẳng tiến bộ. Đây là sân chơi để giúp họ có cơ hội thể hiện tình yêu thương, sẻ chia với những khó khăn vất vả thường nhật với chị em và tạo không khí vui tươi phấn khởi, gắn bó đoàn kết trong gia đình. Hội thi không chỉ là sân chơi giúp phái nam có cơ hội để thể hiện tình yêu thương chia sẻ với những khó khăn vất vả thường nhật của chị em mà còn tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn nam trong đơn vị thể hiện tài năng của mình không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn khéo léo đảm đang trong nội trợ. Đồng thời khơi dậy tinh thần động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thi đua học tập rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan phát động. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho công đoàn cơ sở công ty cổ phần Sang Đan, giải nhì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thanh và Hội Phụ nữ Công an Bảo Lộc, giải 3 Hội Phụ nữ Ban chủ quân sự thành phố hội phụ nữ phường lộc phát và hội phụ nữ phường lộc tiến các đội còn lại nhận giải khuyến khích quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của thành phố bảo lộc xin được kết thúc tại đây chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại